Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây phi lao thành phẩm nhà mình nha. Tên gọi khác là cây dương nha mình nha. Dòng lá kim. Cây thành phẩm rồi. Tay cành ok hết rồi nha. Để nè. Quái luôn nha. Có cây già. Cái này có mã số là 115. Có cái hoành ngay cái cổ này là 17 nha. Cao tính từ cái mặt chậu lên tới cái đỉnh là 75 nha. Và chiều ngang của cái tán tính từ cái điểm này và bên đây là 80 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 34. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, là 1,8 triệu bao ship nha mình nha. Chậu này là chậu xi măng nuôi thôi. Nếu mà giao lưu nhà mình thì nhà vườn sẽ rút ra vào một cái chậu nhựa nha, để mình gửi đi cho nó ok hơn. Chậu nuôi này cũng gửi đây nó cũng buộc bể. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, tay cành ok rồi. Cái này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu mới cho nó thôi. Để thùng cái dòng này cũng rất chi là khó nha. Này, ngay chỗ đây này. Nó có đính một viên đá luôn này, ngậm này. Đù. Viên ngọc này cũng đã. Mình xem tham khảo nha. Rất là duyên luôn. Già cây nữa nha mình. Dương phi lao nha mình nha. Rồi mã số 115. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,8 triệu bao ship nha mình nha. Cho một tác phẩm phi lao thành phẩm này. Đây, form cây rất là ok luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.